Nhà này hả anh? Là nhà này đó. Em thấy sao? Nhà đẹp quá. Mình vô đi. Kìa, chú kìa. Nhìn lên. Con chào chú. Chú. Chào chào. Dạ con chào Thiếm. Con mừng quá. Bonjour. Anh. Bonjour. Con chào Thiếm. Dạ. Dạ con mời chú Thiếm vô nhà. Mình vô nhà đi ạ. Mình vô nhà đi em. Chú vô nhà chú. Em sắp phụ chó. Được rồi đấy anh. Anh lẹ lên, nhanh lên. Ê, coi chừng, coi chừng. Vẫn như cũ. Nè. Nhanh lên, em phụ cho. Mẹ về hồi nào vậy? Sao mẹ về mà mẹ không gọi cho con? Mẹ không tìm con? Khanh. Mẹ. Mẹ. Mẹ còn sống mà con cứ tưởng đâu là. Mẹ. Cuối cùng thì mẹ con mình cũng gặp nhau ở đây rồi. Con mừng lắm. Con nhớ mẹ quá. Như hả? Anh nhớ là Diễm Khanh tỉnh rồi mà. Sao tự nhiên hôm nay bị khùng lại vậy? Anh Khanh, em nhìn lầm người rồi. Đây là Thiếm của chị ở bên Pháp về, chứ không phải mẹ em đâu ha. Không phải đâu, không phải. Không phải đâu, không lẽ mẹ em mà em không nhận ra sao? Mẹ. Mẹ. Khanh. Con là con của mẹ nè. Con là Diễm Khanh nè. Mẹ không nhận ra con sao mẹ? Mẹ. Mẹ nói đi. Mẹ nói cho mọi người biết đi. Con là con của mẹ nè, đúng không? Mẹ. Con gái, con nhìn lầm rồi. Cô không phải là mẹ của con. Mà đời cô chưa từng có đứa con nào hết. Không, không phải như vậy đâu. Làm sao mẹ có thể quên con được chứ? Chưa có đầy một năm mà mẹ quên con rồi sao mẹ? Không thể nào đâu mẹ. Mẹ, mẹ đúng là mẹ của con mà mẹ. Khanh. Mẹ. Chắc cô giống mẹ của con lắm hả? Không phải giống đâu. Mà là mẹ thật mà. Mẹ là mẹ của con thiệt mà mẹ. Khanh ơi bình tĩnh em. Bình tĩnh lại đi em. Mẹ. Không phải em đâu ơi, bình tĩnh lại em ơi. Khanh bình tĩnh con, lại. Con nhìn đừng làm rồi. Em đâu có bị điên đâu. Sao mai tin em hết vậy? Không ai nói em bị điên hết á. Em nhớ mẹ em quá. Không sao đâu, em nhớ mẹ em quá đúng không? Rồi em nhìn ai cũng ra mẹ em hết. Nhìn lầm người, người giống người bình thường em. Không sao hết. Không phải đâu, mẹ của em mà. Diễm Khanh, mẹ. Cô về nhà đi, để cho gia đình người ta nói chuyện. Anh buông tôi ra đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ. Mẹ là mẹ của con mà. Diễm Khanh ơi, mẹ nhận ra con chưa? Con là Diễm Khanh nè mẹ. Khanh ơi, bây giờ chú Thiếm á, bây giờ đi máy bay lâu quá nên hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi. Em về nhà đi ha, rồi tối qua chơi được không em? Không, em muốn nói chuyện với mẹ. Đúng rồi đó, để cho chú Thiếm nghỉ ngơi. Con nghe lời tôi đi. Anh buông tôi ra đi. Anh mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với con nha. Mẹ lên phòng với con nha. Con sẽ nói chuyện với mẹ. Con thích mẹ giỡn với con như vậy đâu. Đi mẹ. Mẹ đi mẹ. Khanh ơi. Anh Khang. Khanh ơi. Khanh. Mẹ. Khanh ơi. Khanh à. Đi mẹ. Khanh. Thôi đừng. Nhìn lên. Trời, chú ơi. Dạ. Chú nghĩ là nên để cho con bé nó tự nhiên. Chắc là nó nhớ mẹ nó lắm đó. Mẹ. Mẹ vô đây ngồi đi. Mẹ ngồi đây đi mẹ. Cho con ngồi kế mẹ nha. Mẹ ngồi nghỉ đi. Rồi mẹ cho con biết đi. Tại sao mẹ không liên lạc với con vậy? Sao mẹ đi qua Pháp lâu quá vậy? Rồi Dương Tường có biết mẹ về không? Mẹ, Dương Tường kinh khủng lắm á.
Dượng Tường nói với con là mẹ chết rồi. Dượng Tường còn đưa con vô bệnh viện tâm thần nữa, rồi cho con uống thuốc ngủ nữa. Mẹ, Dượng Tường đưa Lý Lệ với bà An về nhà mình ở rồi đó mẹ. Mẹ, nhưng mà cái người hồi nãy á là ai vậy? Chị Như nói á, người đó là Dưỡng Bách. Vậy mẹ là Thiếm Bách. Vậy là mẹ có chồng mới rồi hả? Sao mẹ không nói gì con hết giờ mẹ? Mẹ nói chuyện với con đi. Mẹ lấy Dưỡng Bách cũng không sao hết á, con không có phản đối đâu. Miễn sao á mẹ hạnh phúc là con vui rồi. Mẹ nói chuyện với con đi mẹ. Khanh à, cô dạ. Mệt quá. Cô mới vừa về, có vài chuyện cần phải thu xếp. Thôi con cứ về nghỉ đi, chừng nào rảnh qua đi chơi với cô ha. Không, con không thích mẹ giận với con như vậy đâu. Mẹ, không lẽ mẹ không nhớ con sao mẹ? Con là Diễm Khanh nè mẹ. Mẹ ơi. Mẹ à, Khanh. Ừ, thôi tôi đến đây em về nghỉ đi. Người này là Thiếm Bách. Thiếm Bách thiếm của chị chứ không phải là mẹ em đâu em. Không có phải mà. Mẹ nói đi. Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ nói đi. Mẹ đừng có giỡn với con nữa. Cô cũng muốn có đứa con gái lắm, nhưng mà cô với chú không có con. Con làm ai rồi đó? Con có thích vậy đâu. Sao mẹ giỡn với con vậy hoài vậy? Con có Khanh, chịu đâu. Khanh, bình tĩnh em. Khanh, con đi với nó nha Thiếm. Ờ. Khanh ơi. Cô nghe tôi nói được không? Sao ai cũng nghĩ tôi bất thường hết vậy? Ngay cả mẹ cũng không chịu nhìn tôi. Anh nói thiệt đi, có phải anh cũng nghĩ tôi bị điên không? Có phải là tất cả mọi người đều nghĩ tôi bất thường không? Tôi thì không nghĩ như vậy. Có lẽ cô bị choáng khi thấy một người quá giống mẹ của mình. Nhưng cô suy nghĩ lại đi, không có một người mẹ nào lại không xúc động sau khi gặp con gái của mình một thời gian dài như vậy. Anh đợi tôi một chút đi. Cô đi đâu vậy Diễm Khanh? Anh nhìn đi nè, mẹ của tôi đó. Anh tin hay không thì tùy anh, nhưng tôi vẫn tin đó là mẹ của tôi. Anh có tin những gì tôi nói không vậy? Tôi buồn lắm. Tôi là gì mà cô phải quan tâm tới ý nghĩ của tôi? Cô vẫn thường muốn tránh tôi mà. Theo những cách cô nói chuyện, tôi nghĩ là Thiếm và mẹ của cô có lẽ là hai chị em sinh đôi, nhưng bị thất lạc từ lâu rồi. Mẹ tôi không hề nói tới chuyện đó. Diễm Khanh à, cô giống bà hay giống mẹ vậy? Giống ba nhiều hơn, còn mẹ thì chỉ ít thôi. Mà mẹ tôi á, có một cái tật là không chịu được mùi dầu. Mẹ tôi dị ứng tất cả các loại dầu luôn á. Ừ, vậy sao? Tôi sẽ nói với Du Mười chuyện của mẹ tôi. Chắc chắn là mẹ tôi không có làm mặt lại với Du Mười đâu. Chuyện đó từ từ hãy nói sau đi. Tôi nghĩ bây giờ Thiếm đang còn mệt, cô và Du Mười hãy khoan gặp đã. Ha. Mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mở cửa cho con đi. Con gọi nãy giờ mẹ không mở cửa. Mẹ cố tình không muốn gặp con. Con giận mẹ luôn.
Bà nhảy về rồi sao? Hẹp chi con nhỏ nôn nóng đồ qua đây. Mà tại sao bà ấy ở nhà cô Như? Sao có sự trở về kỳ lạ như vậy? Bà nhảy về hồi nào vậy? Đó, thấy chưa? Ngay cả chú cũng nhận ra mẹ nữa đó. Mẹ ơi, chị Như ơi, mẹ của em mà. Em không có nhìn lầm đâu, em không có bị thần kinh đâu. Chị đâu có nghĩ em bị như vậy. Nhưng mà chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Trời, thôi chết rồi em ơi. Bà vú bị Diễm Khanh lây bệnh luôn rồi. Anh thì không phải đâu. Mẹ mà, mẹ. Mẹ, mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ, mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ, mẹ mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Em, mẹ, mở cửa cho con đi mẹ. Mẹ, tối hôm qua con ngủ không có được. Anh Khang cứ kè kè bên con à. Anh Khang nói cho mẹ nghỉ. Mẹ đỡ mệt chưa mẹ? Mẹ, lát nữa mẹ qua nhà với con nha. Nha mẹ. Mẹ, mẹ biết không? Hồi tối hôm qua cái con định qua con nói chuyện cho mẹ nghe. Con định kể cho mẹ nghe nhiều chuyện lắm. Mà mẹ chưa có biết đâu. Mẹ, lát nữa hai mẹ con mình đi ăn sáng mẹ ha. Rồi đi hóng mát luôn mẹ nha. Con à. Dạ. Con đi ra ngoài một chút được không? Chi vậy mẹ? Con muốn ở đây với mẹ à? Con muốn thay đồ. Hồi đó mỗi lần mẹ thay đồ, mẹ đâu có đuổi con ra ngoài đâu. Mẹ. Mẹ hả? Mẹ. Lát nữa mẹ đi ăn sáng với con nha mẹ. Nha. Mẹ cho con ngồi kế mẹ nha. Con ngồi đây luôn đi. Chị Như. Lát nữa em với mẹ đi ăn sáng, chị đi chung nha. Khanh. Dạ. Thím Bách mới vừa dậy cần phải sửa soạn đó em. Không thì em qua nhà đi rồi chút qua chơi. Đi. Thôi vậy giờ con về, lát con qua chơi với mẹ nha. Mẹ đợi con nghe. Mẹ, mẹ chuẩn bị nhanh nha, mẹ đừng để con đợi lâu nha. Mẹ nha. Thím ơi, Diễm Khanh có làm phiền thím không vậy? Nếu như có, con nói anh Đông đuổi nó về nhà, cho thím ở đây nghỉ ngơi nha. Không sao đâu con ơi, chắc tại nó quá phấn khích. Bây giờ nó không chịu nghe ai nói đâu. Để từ từ rồi thím khuyên giải nó. Dạ. Mà thím nghe nói trước đây nó bị tâm thần phải không con? Dạ đúng rồi đó thím. Mẹ nó bị mất sớm á, cho nên bây giờ nó nhìn ai cũng ra mẹ nó hết trơn á. Nó bị như vậy tội nghiệp lắm, thím thông cảm cho nó nha. Sao mà mẹ lâu quá vậy ta? Cô làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Tôi đợi mẹ tôi. Ý tôi nói là hồi sáng này kìa, cô làm gì mà qua nhà người ta la lối kêu réo ôm sòm dữ vậy? Tôi... tại vì tôi gọi quản mai nghe cho nên... Cô thật là sốc nổi đó. Tôi không có sốc nổi.
Nếu là anh á, anh gặp lại mẹ, anh cũng giống như tôi thôi à. Mà tôi tức làm sao mẹ không nhận ra tôi. Bởi vì Thiếm có phải là mẹ của cô đâu. Tôi nói ra điều này có thể cô đau lòng, nhưng cô phải hiểu một điều là cô đã nhận lầm người rồi đó. Mà anh á, anh làm gì anh cản tôi nhận mẹ hoài vậy? Tôi ghét anh lắm, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Đi với tôi. Anh làm gì vậy? Đi đâu? Tôi phải đợi mẹ tôi nữa. Cô phải biết một điều á, là Thiếm Bách còn ở đây, cô muốn qua lúc nào cũng được. Gia đình người ta mới vừa đoàn tụ à, còn bao nhiêu chuyện phải nói, cô đừng có làm phiền người ta nữa được không? Vậy chứ tôi không phải là người thân của mẹ tôi sao? Tôi là con của mẹ, phải thân hơn mọi người chứ. Đáng lẽ tôi về thành phố rồi, nhưng mà tôi phải ở đây để ngăn cản cô làm chuyện nông nổi. Nếu cô không nghe lời tôi thì cô sẽ làm cho mọi người không muốn nhìn mặt cô nữa. Cô có muốn cả gia đình Như ghét cô không? Không muốn. Không muốn thì phải nghe lời tôi. Đi về nhà đi. 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 Đi đi. Con chào Vũ. Cậu Khang, ngồi đi cậu. Dạ. Uống đi cậu Khang. Dạ cảm ơn Vũ. Cậu Khang à, cái bà hồi sáng á, là mẹ của Diễm Khanh á, mà sao không về đây ở, lại ở bên nhà của cô Như? Bộ có chuyện gì hả cậu? Không lẽ Diễm Khanh nó bị trở bệnh là sao anh? Con bé đó là hàng xóm của con hả Như? Dạ, nó mới dọn về đây ở có một thời gian à. Nhưng mà lúc mới về nó bị thần kinh. Sao mà đáng thương quá vậy? Chỉ là người giống người thôi Vũ à. Ủa, vậy là không phải bà Nhã sao? Không phải mà, không phải như vậy đâu. Vũ khuyên Diễm Khanh đi. Thiếm ấy không phải là mẹ của Diễm Khanh đâu. Thiếm Bách chính là thiếm dâu của thằng Đông. Vũ có tin là người giống người không? Cậu nói thì tôi tin, nhưng mà buồn quá cậu à. Tôi cứ tưởng là bà Nhã trở về, nhưng mà tại sao có người giống người một cách lạ thường vậy cậu? Vũ, không lẽ Vũ không tin đó là mẹ của con sao? Cậu Khang nói thì phải tin con à. Với lại Vũ thấy nếu là mẹ con á, thì mẹ con phải đi tìm con chứ, đâu có phải để con nháo nhào đi tìm mẹ con như vậy. Với lại bà ấy nhìn con một cách xa lạ lắm. Không phải mà, ngay cả Vũ cũng không tin là mẹ của con sao? Đó, Vũ Mười đã nhận ra vấn đề rồi. Còn cô, cô hãy... Hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm. Cha mất sớm, mẹ thì tái giá, không được bao lâu hết trơn á thì cũng mất luôn. Rồi ông Dượng á, ông mới dẫn nguyên một gia đình về ở chung, ai cũng ăn hiếp nó hết trơn á, nên nó buồn quá, nó dọn ở đây nó sống nè, giống như là một kẻ trốn tránh vậy đó. Trên đời này mà cũng có chuyện như vậy sao? Cứ như là trong phim vậy. Số phận của con bé này tội nghiệp thiệt. Lúc nãy á, nó cứ gọi tôi là mẹ. Dạo trước á, con thấy cổ đã tỉnh táo hẳn, tự nhiên hôm nay rồi trở bệnh lại. Con thật sự không hiểu. Chắc là tại vì Thiếm giống mẹ của nó đó, nó gặp Thiếm nên nó mới bị kích động dữ vậy chứ. Không ngờ Thiếm vừa tới đây á, mà đã gặp một chuyện bất ngờ như vậy. Không biết là thằng Khang có đủ sức thuyết phục cổ hay không nữa. Con Khang mà nó trở bệnh lại thì khổ à. À, chắc mình ăn cơm đi ha. Giờ này anh thấy đói bụng rồi. Rồi con quên nữa, con nấu cơm rồi chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Thôi con mời chú Thiếm ăn cơm luôn. À Như nè, em qua nói Khanh qua đây ăn cơm luôn đi. Được không anh? Em sợ nó qua đây nó gặp Thiếm rồi nó kích động nữa à. Chắc không sao đâu, em đi đi. Vậy thôi em qua bển em kêu nó à. Dạ con xin phép.
hồn à. Con xuống hồi nào vậy? Mẹ tức cười quá à. Làm gì như người mất hồn vậy? Con xuống mà cũng không hay nữa. Bộ có chuyện gì hả? Tối hôm qua mẹ nằm mơ thấy ác mộng kinh khủng lắm con à. À, con biết cái kinh khủng đó rồi. Mẹ thấy là nhan sắc của mẹ nó tàn tạ rồi nó kinh khủng lắm không? Trời ơi, bậy bạ không à. Mẹ mơ thấy bà Nhã đó. Thiệt hả? Mà thôi đi mẹ ơi, mẹ có thấy mặt bả bao giờ đâu mà thấy bả. Mẹ thấy ảnh của bả rồi. Hồi tối á, mẹ thấy bả về, bả mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc bả dài vậy nè. Thôi, ghê lắm. Thôi, đi ghê quá, đừng kể nữa. Tự nhiên cái mình vô nhà bả ở, bả chết chắc bả tức chết á. Thì đó, bà về bà đòi trả của lại cho bà. Bà lấy hết tài sản rồi mẹ con mình ra đường ở đó. Thôi mẹ đừng có kể nữa, nghe ghê quá. Chỉ là mơ thôi mà, có gì đâu sợ. Nhưng mà mẹ thấy sợ lắm. Tự nhiên thấy giấc mộng vậy, ai mà không sợ chứ. Ừ thì chắc là tại vì mẹ nghĩ nhiều cho nên thấy toàn là mấy điều xấu xa không chứ gì. Hay là bây giờ tìm ông thầy, bác không dễ cho tắm bùa, vậy là xong chứ gì. Ờ, chắc là mẹ phải làm vậy thiệt đó. Ừ, như vậy mới thanh thản được chứ. Thôi mẹ lo chuyện đó đi, con đi chơi đây. Hả? Gì nữa? Con không đi chung với mẹ hả? Trời, mẹ mơ chứ con có mơ thấy đâu. Nhưng mà... Nhưng gì? Thôi, mẹ nhớ đốt thêm cho bà nhiều nhiều giấy tờ vàng bạc nữa, nghe. Nè, con đi thiệt hả? Bye bye. Ủa, chị Như. Khanh, Dũng. Ừ. Ủa, mọi người đã chuẩn bị ăn cơm rồi đó hả? Chị ăn cơm với em luôn đi. À, hay là để em qua mời anh Đông với hai vị khách bên nhà chị luôn nha. Thôi, anh Đông kêu chị qua đây mời em với lại Vú qua bển dùng cơm chung luôn nè. Trời ơi, vậy hả? Ừ. Đi. Mình đi qua nhà chị đi. Đi Vú. Khanh. Dạ. Đừng đi con. Đây là bữa cơm thân mật gia đình mà. Nhưng mà có mình sẽ vui hơn mà Vú. Đi Vú. Chị Như qua bên nhà mình mời mà mình không đi kỳ lắm á. Đi chị. Vú ơi, không sao đâu Vú. Tại vì á, thím con cũng muốn nói chuyện với Diễm Khanh mà. Đi qua bển chơi một chút cho vui Vú. Cảm ơn cô. Nhưng mà... Vú. Đi mà. Vú. Ừ. Thôi vậy con đi. Dạ vậy con qua nhà chị Như nha. Đi chị. Vậy con đi nha Vú. Mẹ ăn món này nè. Cảm ơn con. Mẹ ăn đi. Cái này cũng ngon nữa nè mẹ. Mẹ ăn nhiều vô đi. Để con lấy canh cho mẹ nha. Đó, mẹ ăn cái này đi, ngon lắm á. Mẹ ăn đi. Món đó là mẹ thích lắm đó. Cô cũng thích mấy món này nữa. Để con gấp thêm cái này cho mẹ nữa nha. Nè. Mẹ ăn đi mẹ. Ngon lắm á. Để con kiếm nha. Nè, cái miếng này ngon nè. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Con cũng ăn đi, đừng bỏ cho cô nữa. Đó, anh thấy chưa. Mẹ ăn đi. Nè, ăn thêm một miếng thịt nữa. Em Diễm Khanh tấn công thím như vậy á. Con không biết thím có buồn hay không nữa. Chắc không đâu. Em miếng thấy này luôn. Thím cũng vui rồi mà. Mẹ ăn đi. Nè. Thôi con cũng ăn đi, đừng có gấp cho cô nữa. Thôi con không ăn đâu, con thích nhìn mẹ ăn hơn. Thôi đi Khanh. Cô đang làm mọi người khó chịu đó. Tôi có làm gì đâu. Cô không muốn ăn đúng không?
Ừ, tôi thích nhìn mẹ tôi ăn hơn. Nếu như vậy thì tôi đưa cô về. Cô đừng có nhìn người ta như vậy. Mà kệ tôi đi. Cô có biết là cô càng làm như vậy là khiến mọi người không thích cô không? Nghe lời tôi đi, bình tĩnh chút đi. Thôi cô ăn cơm đi. Ăn đi nha. Mời mọi người ăn đi. Dạ. Ăn đi Khang. Mẹ về hồi nào vậy? Sao mẹ về mà mẹ không gọi cho con? Mẹ không tìm con? Khánh. Mẹ còn sống mà con cứ tưởng đâu là mẹ. Cuối cùng thì mẹ con mình cũng gặp nhau đây rồi. Con mừng lắm, con nhớ mẹ quá. Như hả? Anh nhớ là Diễm Khanh tỉnh rồi mà. Sao tự nhiên hôm nay bị khùng lại vậy? Thật ra chuyện của Thiêm Bách là sao vậy? Nhìn Thiêm và người trong ảnh giống nhau như đúc vậy. Chẳng lẽ vì có chồng mới nên Thiêm Bách không muốn nhận Khanh sao? Mà cũng không đúng. Nếu đó là sự thật thì Thiêm Bách cũng không thể đóng kịch hay như vậy. Nhìn Thiêm hình như là thực sự không quen với chị Diễm Khanh thì phải. Vậy là sao đây? Diệp Khanh không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này được. Cổ rất kích động khi gặp bà Bách. Nè, em làm cái gì vậy? Sao lại mang mấy cái thứ này vô nhà? Anh không có biết gì hết. Nè, anh làm gì vậy? Trời ơi. Nè, anh làm gì vậy? Trời ơi, anh không biết hả? Thầy Pháp nói mấy thứ này là xua đuổi được tà ma đó. Tôi không biết bao nhiêu tiền em mới thỉnh được đó. Dư giả tiền bạc quá ha, không biết làm gì. Rồi đem tiền bạc cho những kẻ lường gạt ăn hả? Trời ơi, anh đâu có nằm mơ giống em cho nên anh đâu có biết. Tiền bạc đâu có quan trọng bằng tinh thần của em, anh hiểu không? Nói nhảm gì vậy? Riết rồi ăn nói lung tung. Trời ơi, thôi mà, rách, rách. Anh, hồi tối á, em nằm mơ thấy bà Nhã đó. Cái gì? Thiệt đó. Em thấy bà Nhã? Thiệt mà. Thôi ngủ đi, ngủ đi. Cái gì vậy? Trời ơi, chuyện này là chuyện thiệt đó. Chẳng lẽ chuyện nằm mơ thấy bà Nhã mà em nói giỡn với anh sao? Thôi, nằm mơ thôi mà, em để ý làm gì? Ngủ đi. Nhưng mà em thấy sợ. Nè, có gì đâu mà sợ, ngủ đi. Không có ngủ được mà. Thôi ngủ đi. Ngủ đi. Anh à. Thank you.
Em à. Em thấy con bé Diễm Khanh sao? Em không hiểu ý anh. Anh thấy nó thể hiện cảm xúc rất thật khi thấy em. Nó cứ nhìn em hoài à? Thì tại em giống mẹ của nó. Ờ mà lạ thiệt anh, bộ em giống mẹ nó lắm sao anh? Thì nhiều khi em có cái nét hao hao giống mẹ nó. Phần vì nó nhớ thương mẹ nó nhiều quá nên nó ngộ nhận như vậy. Ừ, cũng có thể là vậy. Mà tội nghiệp nó quá anh ơi. Ừ, chắc bây giờ nó buồn lắm đó. Phải chi hai vợ chồng mình cũng có một đứa con ha. Anh đâu có coi trọng chuyện đó. Anh chỉ cần hai vợ chồng mình sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ con cũng quan trọng lắm á. Nhất là hai vợ chồng mình già rồi, nếu có một đứa con để bồng thì đỡ hiu quạnh lắm đó. Em đừng nói chuyện này nữa nghe. Anh không muốn em buồn vậy đâu. Thôi ngủ đi em. Anh ơi, có khi nào Diễm Khanh là con của chị Nhã không hả? Em nói gì? Anh nhớ em có kể chuyện là em có một người chị em song sinh không? Ừ, anh nhớ rồi. Mà sao? Bây giờ em mới nghĩ ra nè, có khi nào con bé Diễm Khanh là con của chị Nhã không? Bởi vì em với chị ấy giống nhau lắm, cho nên là nó mới nghĩ em là mẹ của nó. Ừ, có lẽ là đúng vậy đó. Em sẽ tìm hiểu cho rõ chuyện này. Biết đâu đây là manh mối để em tìm ra chị Nhã. Em cứ thắc mắc hoài, không hiểu sao lần đó hẹn rồi chị không tới, mà cũng không liên lạc nữa suốt 2 năm trời. Em thấy trong lòng bất an lắm anh ơi. Cái con bé Khanh đó anh cũng thấy nó rất dễ thương. Nếu như nó đúng là cháu ruột của em thì anh mừng lắm. Anh sẵn sàng coi nó như con. Chắc là nó cũng chịu như vậy. Nhưng những gì em nói chỉ là giả thuyết. Mà em cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Anh ơi, coi như bây giờ không có chuyện gì hết nha. Vì nếu em không khéo thì nó sẽ bị hụt hẫng nhiều hơn đó anh à. Thôi em ngủ đi nghe. Anh ngủ đi. Có phải là mẹ của Diễm Khanh hay không? Nhưng khi nghe cô ấy kể về mẹ, con biết là cô ấy nói thật. Tự nhiên sao tôi thấy lo quá. Tôi sợ nó trở bệnh nặng nếu nó cứ căng thẳng như vậy hoài. Con cũng đang lo chuyện đó đây. Thiếm Bách rất giống mẹ của Diễm Khanh, nhưng bà ấy lại phủ nhận. Con sợ Diễm Khanh cứ vui buồn lẫn lộn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Biết làm sao bây giờ hả cậu Khang? Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, Vũ đừng có lo quá. Tôi sợ để lâu quá con Khanh nó sẽ trở bệnh. Mà như cậu nói đó, là bà ấy không có chút cảm xúc nào với Diễm Khanh sao? Thiếm Bách tiếp xúc với Diễm Khanh hoàn toàn như một người xa lạ, chẳng có chút tình cảm nào cả. Có chăng chỉ là sự thương hại mà thôi. Hay là tôi tìm cách tiếp xúc với bà ấy. Tạm thời cứ như vậy trước đã. Con không biết bà ta sẽ phản ứng như thế nào khi ngay cả Vú cũng thừa nhận bà ấy là bà Nhã nữa. Trời ơi, tại sao lại xảy ra sự cố như vậy chứ? Con Khanh á, nó hết gặp rắc rối này đến gặp rắc rối khác là sao? Cậu Khang nè, cậu thường xuyên gần gũi an ủi nó giùm tôi. Bây giờ ngoài cậu ra tôi không biết nhờ ai nữa. Vũ cứ an tâm, con không bỏ mặc Diễm Khanh đâu. Ba Cào, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống.
Trời, hôm nay bà ăn hên quá à. Bà tới hoài à. Mấy bữa nay bà hên nên bà thắng là phải rồi. Ơi, đang buồn ngủ, mừng quá à. Bà hưởng hên con gái của bà đó mà. Thôi mà, mấy bà nói nhiều quá à. Chung tiền chung chưa? Chung nè. Nhanh lên. Rồi kinh đi. Nè, nghe nói con Lệ nhà bà là bạn gái của ca sĩ Hiểu Khang phải không? Thì đúng rồi. Chị nào cưới vậy? Mấy bà làm gì vậy? Mấy bà còn nôn hơn tôi nữa là làm sao vậy? Sắp rồi, yên tâm đi. Chuẩn bị tiền đi là vừa. Chắc đám cưới nhà bà vui lắm ha. Có nhiều ca sĩ và diễn viên đến ha. Chứ sao nữa. Con gái tôi nổi tiếng mà. Bởi vậy nó quen biết nhiều người nổi tiếng lắm. Chính nút, chính nút. Mở bài ra, mở bài ra. Trời đất ơi. Nhanh. Thôi thôi, tôi không chơi nữa đâu. Hôm nay xui quá. Hôm nay bạn hên lắm. Mình chơi nữa là trái túi. Thôi nghỉ nha. Thôi mà, lâu lâu tôi mới ăn một lần. Thôi tôi không chơi nữa đâu. Than vãn hoài. Chơi đi, chơi thêm vài ván nữa. Lát tôi đãi đi ăn tối nha. Bực mình xui xẻo quá. Như vậy mới vui chứ hả? Diễm Khanh. Khanh nè. Bộ cô định qua tìm Thím Bách nữa hả? Dĩ nhiên rồi. Tại vì ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mơ thấy mẹ nữa. Cô vẫn nghĩ Thím Bách là mẹ của cô sao? Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Anh lại nghi ngờ tôi nữa phải không? Chẳng phải anh đã tin tôi rồi sao? Tôi tin cô, nhưng hình như sự thật đang đối đầu với cô. Cô phải nhìn thẳng vào sự thật chứ. Đó không phải là mẹ của cô. Anh cứ chờ đó đi. Tôi sẽ làm cho Thím Bách nhận ra tôi. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi cũng mong điều đó sẽ xảy ra. Nhưng trước mắt cô phải trấn tĩnh lại đã. Anh đâu phải là tôi, cho nên anh đâu hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi mong gặp Thím Bách từng phút từng giây, mặc dù là Thím ấy không nhận tôi là con. Đôi lúc những chuyện gì mà mình kỳ vọng quá cũng không tốt đâu. Tôi mặc kệ có tốt hay không, chỉ biết là từ khi Thím Bách xuất hiện, cuộc sống của tôi đã khác hẳn. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn trước. Mà sao anh ở đây lâu quá vậy? Bộ anh không có công việc gì sao? Cô cũng quan tâm đến chuyện của tôi hả? Ai mà quan tâm đâu. Thuận miệng nên tôi hỏi vậy thôi. Vậy mà tôi nghĩ cô quan tâm đến tôi chứ. Hình như là anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi á. Nếu tôi nói tôi ra đây không phải đi diễn, mà ra đây là vì cô, thì cô nghĩ sao? Nghĩ gì? Tôi đâu có nghĩ gì đâu. Mà anh cũng đâu cần phải vì tôi. Tôi nói đùa đó. Cô không cần phải e thẹn như vậy đâu. Ai nói với anh là tôi e thẹn? Tôi vừa nghe nói vậy á là tôi biết anh nói giỡn rồi. Làm gì mà anh tốt với tôi vậy chứ? Vậy sao? Tôi tốt với cô hồi nào? Không nói với anh nữa. Tôi đi vô nhà đây. Nếu mà anh thích á thì cứ vô nhà chơi. Vũ Mười thích anh tới chơi lắm đó. Nè, đêm hôm qua ngủ có ngon không? Hơi hơi. Có nằm mơ thấy ai không? Có. Và thấy... Thấy mẹ chứ gì. Tôi biết ngay là cô sẽ nói câu đó mà. Bởi vì nếu có nằm mơ thấy tôi thì cô cũng đâu có nói ra. Tôi đâu có trơ trẽn dữ giờ. Đó không phải là trơ trẽn, mà đó là thật lòng. Nè, có đi uống cà phê với tôi không? Đi lang thang thôi, đừng vô quán.
ngọn gió vẫn hát, giọt nắng đã tan, chỉ thiếu em mà thôi, nơi đời thông vẫn xanh màu. Ngày tháng tiếp nối, chiều xuống thấp thoáng, chỉ có anh và anh trong màn đêm mong chờ tia nắng. Tia nắng em đã mang đi xa, em hứa mang hơi ấm quay về. Anh vẫn tin một ngày chúng ta sẽ lại có nhau. Ngày chia tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khác sau. Dù mai đây xa xôi phương nào thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu. Cho dù ta đi đâu về đâu thì tình yêu không phai dấu. Ngàn thông xanh nơi anh trao em từng lời hẹn ước khát khao. Giờ riêng anh nơi đây cô đơn từng ngày vẫn nhớ tới em. Mình có nên nói lúc này không? Có giỏi quá không? Cậu đang trong tâm lý hoang mang về mẹ. Liệu cậu có cảm nhận được những gì mình nói không? Tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khắc sâu. Dù mai đây xa xôi phương đâu thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu. Cho dù ta đi đâu về. Em đang làm gì vậy? Em đang khăn choàng cho Diễm Khanh. Ở không buồn quá, đang cho nó vui. Hình như em muốn lấy con bé đó rồi phải không? Ừ. Không hiểu sao mới gặp nó lần đầu à là em thích nó rồi. Mà nó cứ tưởng em là mẹ nó không à. Em nghĩ tại sao mình không làm mẹ của nó chứ. Nhưng mà không hiểu sao em muốn coi nó như là cháu của mình vậy đó. Mà hôm nay không thấy nó qua chơi, em ra sân cũng không thấy nó. Chắc là nó đi chơi với bạn bè. Con nít mà, chơi một mình buồn lắm. Vậy chị có biết mặt vợ của chú không? Cái gì cũng phải từ từ thôi. Cô hỏi nhiều quá, coi chừng chú thím giận đó. Mời mọi người ăn cơm đi. Mời chú. Dạ, mời con. Mời chú. Ăn đi con. Dạ, mời. Dạ, mời chú. Nè, ăn thêm rau đi. Ba không chịu mua xe cho con, ba để con đợi dài cổ luôn à. Hiện giờ á, ba chưa mua được đâu. Ráng chờ thêm một thời gian nữa đi. Trời trời trời, ba bắt con chờ hoài à. Mua chiếc xe làm như khó lắm vậy á. Nè, đừng có tưởng con muốn gì được nấy. Nếu con thích á thì ra ngoài mua đi. Ba khi dễ con hả? Con làm ơn á, biết suy nghĩ chút xíu đi. Ba đang rối đây nè. Cố chồng thời gian nữa đi con. Con không biết đâu,
cuối tháng này cũng phải có xe đó. Một chiếc xe hơi đời mới mua trần mới chịu. Được, nếu con đã nói vậy á thì con tự mua đi, ba không có khả năng đâu. Ba, ba, ba à, sao không khi nào mà chiều thấy con hết trơn vậy? Trời, chết tôi rồi trời ơi, mày cũng phản tao nữa. Bà uống trà. Dạ, dạ mời chú. Dạ. Thím à. Cô ra đây tôi nói chuyện chút. Cô đi về đi, để cho mọi người nghỉ ngơi. Giả lại cô cũng cần nghỉ ngơi, để đừng bị căng thẳng quá đó. Nhưng tôi thấy chú Thiêm Bách đâu có gì mệt mỏi đâu. Nhưng phép lịch sự là phải để cho người ta nghỉ trưa. Bộ cô quản trí rồi hả? Được rồi, thì tôi về. Nhưng mà khi nào Thiêm Bách thức á, anh phải gọi điện cho tôi liền đó nha. Được rồi. Dạ, chào chú Thiêm ạ. Dạ. Mình về đi con. Dạ, con xin phép chú Thiêm con về ạ. À. Con chào chú. Chú về nghe. Diễm Khanh, tôi muốn cô định hình lại thái độ của mình. Cô thấy không, chỉ có mỗi một mình cô quanh quẩn bên bà ấy. Còn bà ấy thân mật với cô chỉ là cách người ta lịch sự với nhau mà thôi. Đừng làm bà ấy khó chịu chứ. Khi người ta đi trên sa mạc, muốn tìm một người bạn đồng hành sao mà khó quá vậy? Chỉ là ảo tưởng thôi đúng không? Vậy mà có lúc tôi cứ tưởng anh là bạn đồng hành của tôi. Anh làm tôi thất vọng quá. Mọi người về phòng hết rồi hả? Ừ. Bé Hải ngủ chưa? Như đang ru nó ngủ đó. Còn mày, làm gì có vẻ không vui vậy? Có chuyện gì hả? Mày thấy trường hợp của Diễm Khanh thế nào? Cậu có nhìn lầm người không? Tao không nghĩ là cô bệnh trở lại. Nhưng mà thực ra từ sáng tới giờ, tao thấy cổ không có bình thường. Hỏi những câu mà tao sợ là chú Thím sẽ giận nữa là khác. Thường ngày cô đâu có như vậy. Tao nhớ mày có nói là Thím trước đã mất, có nghĩa là chúng mới gặp Thím này gần đây thôi hả? Mày tin lời Diễm Khanh nói hả Khang? Cứ loại trừ trường hợp nhầm lẫn ra đi. Nhưng biết đâu cậu có trực giác riêng thì sao? Mà những trường hợp như vậy á thì khó giải thích lắm, mà cũng không nên bỏ qua. Theo tao biết á thì Thím trước đã mất lâu lắm rồi. Thím sau này á, chú tao gặp hồi nào tao cũng không biết nữa. Chú sống ở bên Pháp đã 20 năm rồi, bây giờ mới về đây. Chắc tao phải hỏi thử chú thôi. Nè, không lẽ Diễm Khanh nói cái chuyện gì mày cũng tin cổ hết hả? Trời ơi, mày yêu người ta dữ gì sao? Mày đó nha. Mày đừng có đưa chuyện tình cảm vô đây được không? Tao nói nghiêm túc đó. Mày làm tôi liệu hoài à, thằng quỷ. Mà tự nhiên sao lại quan tâm với người ta dữ vậy? Thì biết đâu bà xã mày nói đúng. Hoàn cảnh của cô ta khơi lên bản năng hiệp sĩ của tao thì sao? Cũng hay quá chứ. Diễm Khanh đang lúc gặp hoạn nạn như vậy mà tự nhiên xuất hiện một anh chàng bạch mã hoàng tử, mặc nguyên một bộ đồ trắng, ở trong áo màu xanh, cởi một con ngựa trắng giúp đỡ cho nàng. Nghĩ ra Diễm Khanh cũng tốt số quá ha. Hay là
mày thú nhận đại mày thích cô ta đi. Tao cũng không biết nữa, nói chuyện tình cảm bây giờ còn sớm lắm. Mà Đông nè, tao nhờ mày một việc được không? Chuyện gì nói đi. Con uống nước đi. Làm gì rồi tự nhiên mặt mày con nhăn nhó vậy? Nãy Vũ thấy con vui lắm mà. Anh khen á, anh làm con tức quá. Anh cứ cản không cho con tới gần mẹ không à. Sao vậy? Con á là cứ hay có thành kiến cậu Khang không à. Cậu Khang cũng tốt mà. Tốt gì mà tốt, chuyện môn phá đám thì có. Con ghét ảnh lắm. Sao ghét? Con đừng có quên á là cậu Khang giúp đỡ mình á. Nhưng mà con không cần. Nhìn tới cái mặt á là bực bội rồi. Cản tới cản lui làm con không làm được gì hết á. Mà mình có nói thật lòng không? Mình với anh ấy thân nhau như vậy, mới hôm qua còn đi chơi, hôm nay đã ghét người ta. Mình có bị tâm thần không ta? Con định làm gì hả Khanh? Con chỉ muốn được gần gũi với Thím Bách thôi, mà anh cứ kiếm cớ đẩy con ra xa hoài à. Vú cũng thấy á, Thím Bách á rất giống bà chủ. Thiệt hả Vú? Ừ. Thấy chưa, con đã nói rồi, con nhìn không có làm người đâu. Người đó là mẹ con á. Thôi con đừng có nói chuyện này nữa, đừng có căng thẳng như vậy. Con đi lên phòng ngủ giấc đi. Con không có tâm trí nào để ngủ đâu Vú. Đi ngủ đi, nghe lời Vú đi. Con ngủ trưa thì sẽ giúp cho tinh thần mình tỉnh táo. Nhưng mà con thấy tinh thần của con rất tỉnh táo mà Vú. Nghe lời Vú đi Khanh. Mày làm sao sắp xếp cho tao gặp chú? Mày nói với Như á là rủ Thím đi chợ, còn mày tìm cách giống như là bận vậy đó. Tao còn có ngày mai nữa thôi, sợ không gặp chú Thím được nữa. Trời ơi, hơi đâu mày lo mày ơi. Ông ở đây cả tháng lận mà. Cứ tìm hiểu, một là có, hai là không. Cứ kéo dài lờ lửng như thế này á, tội nghiệp Diễm Khanh lắm. Trời ơi, cứ kéo dài lờ lửng kiểu này, tội nghiệp Diễm Khanh lắm. Nè, mày có đồng ý không? Thằng quỷ, tao với mày là bạn bao nhiêu năm rồi, có bây giờ mày đề nghị tao giúp mày chuyện gì mà tao không đồng ý mày đâu. Nghĩ ra Diễm Khanh cũng sướng thiệt đó chứ. Trong lúc hoạn nạn mà gặp một anh hùng hiệp sĩ như mày, ê, thiệt là chuyện tình quá lãng mạn. Tao nói chuyện với mày hồi tao mệt rồi đó. Thôi tao lên phòng nghỉ đây. Ê, 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 ngồi đó. Ngày hôm qua tối mày đi đâu đúng không? Sao hôm nay mày đuối dữ vậy? Đi quậy phải không? Đúng là đi quậy. Nhưng tao nhớ mày có vợ mà, hỏi làm gì. Chuyện tôi có vợ mắc mới gì tới chuyện đó. Còn mày sao? Yêu người ta mày đặt đi quậy. Mày chuyên môn nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Nè, tao ở ké nhà mày là phải chịu sự tò mò của mày đó hả? Nhà của tao mà. Chào chú. Chào cháu. Tại sao trời lạnh như vậy chú không vào nhà mà ngồi ở đây? Chú thích ngồi ở ngoài này hơn, vừa uống trà rồi vừa ngắm hoa. Lúc còn ở đây hả, chú có cái thú là thích uống cà phê ngoài sân. Mỗi lần con lên đây á, con và thằng Đông đều chọn chỗ này để mà uống trà. Ra mấy quán nước còn không có vườn hoa đẹp như vậy. Nhất là loài hoa băng xê, thằng Đông trồng hay thật. Ủa, Khang mà cũng thích hoa hả? Con trai bà thích hoa lá thì kể cũng lạ ha.
Nghe nói trước đây chú cũng trồng loài hoa này mà, đúng không? Chú chỉ thích trồng loại này thôi. Không ngờ là con Như với thằng Đông còn giữ lại vườn hoa này. Về đây mà không có vườn hoa thì chú thấy thiếu thiếu cái gì đó. Công nhận chú lãng mạn thật. Cô bé ở nhà kế bên cũng thích trồng loài hoa này lắm, cứ lê quay suốt ngoài vườn. Cái cô bé mà đã nhận làm mẹ đó hả? Dạ đúng rồi. Thấy cô ta cứ quấn quýt lấy thím, chú cũng thấy tội nghiệp. Có lẽ mẹ cô ta cũng giống thím lắm. Nhưng bà ấy mất lâu chưa? Cách đây 2 năm hay gì đó, con cũng rõ nữa. Lúc con gặp cổ thì cổ đang bị thần kinh, bây giờ thì bình thường lại rồi. Tại sao đến nỗi như vậy? Vì mẹ mất hả? Lúc đó bà ấy cùng chồng đi du lịch bên Pháp, nhưng khi trở về thì chỉ có một mình ông ta thôi. Cú sốc đó làm cho cô ta bị tâm thần luôn, cũng may là chữa được. Cô ta một mực khẳng định thím là mẹ của mình, cả bà vú cũng nghĩ như vậy nữa. Có điều tại sao lại có sự giống nhau như vậy thì không ai giải thích được. Cô con gái đang hoài nghi người mẹ mất tích là thím Bách. Có điều cô ấy không hiểu tại sao mẹ mình mà không nhận ra mình, không nhận ra sự việc mà lại né tránh. Không có mẹ, ông Dượng công khai đưa người vợ cũ về nhà, cô ấy chịu không nổi cho nên bỏ đi. Nếu không ngăn chặn thì cô ta sẽ bị cướp tất cả, mất tất cả. Mà cô ta thì còn quá thơ ngây. Người nào mà lại nhẫn tâm quá vậy? Đúng vậy, mẹ cô ta mất không đầy 1 năm thì ông ta đã đưa vợ con về nhà. Hiện tại thì bà vợ cũ và đứa con riêng đang ở chung một nhà. Họ lấn lướt Diễm Khanh ra mặt, mà cũng không có gì lạ. Cô ta còn nhỏ, lại không biết gì về làm ăn, cho nên ông ta dễ thao túng về tiền bạc lắm. Từ chuyện này mà dẫn đến chuyện cướp tài sản chỉ là một bước ngắn. Cô bé đó khó mà đối đầu với loại người từng trải giống như ông ta. Coi chừng té đó thím. Chào anh. Thím vô thím. Anh. Hai người mua gì mà nhiều dữ vậy? Thì em á với thím nè, dự định là cho mọi người ăn đêm, cho nên là em với thím mới mua đồ ăn đêm về nè. Con bái phục hai người luôn đó. Thôi Như, con để đây cho thím đi, con qua mời Diễm Khanh với Vũ Mười qua đây. Dạ. Dạ thôi, để con mời cho. Diễm Khanh mà biết thím mời á, chắc cậu vui lắm. Thím cũng nghĩ vậy đó, mà không hiểu sao thím thấy con bé đó rất thân, mà tánh tình nó cũng dễ thương nữa. Nè Như, con vô bếp với thím đi ha. Dạ dạ. Mình chuẩn bị. Ngồi chơi nha anh. Con đi qua bên đó đây. Cô sao vậy? Tự nhiên ra đây đứng một mình à? Mặc vào đi. Sao cô không biết tự chăm sóc mình vậy? Cảm ơn anh. Sao tự nhiên thấy cô buồn quá vậy? Chẳng phải cô thích qua nhà Như chơi sao? Đúng là tôi thích qua nhà chị Như, vì ở đó có thím Bách. Nhưng mỗi lần thấy thím, tôi lại nhớ đến mẹ. Mà đau khổ hơn á, thím lại không coi tôi là con. Vậy là cô bỏ cuộc hả? Không, không bao giờ tôi chịu bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp xúc với thím Bách cho tới khi nào thím nhận tôi là con mới thôi.
cô có lòng tin như vậy? Dĩ nhiên rồi. Tôi tin Thiếm Bách là mẹ của tôi, cho nên tôi tin chắc là tình mẫu tử sẽ kéo tôi và Thiếm xích lại gần nhau. Cô không nghĩ là mình đang làm phiền người khác sao? Tôi chỉ biết là tôi đang cố gắng tìm lại mẹ, còn những chuyện khác tôi không cần biết. Cô nói cũng phải. Chẳng phải anh không tin vào điều tôi nói sao? Anh hỏi nhiều làm gì? Tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Những người không cùng chung hoàn cảnh thì khó hiểu nỗi khổ của nhau lắm. Ngồi ngoài này á thích hơn đó. Lúc nào Ly cũng bắt ngồi trong nhà ngột ngạt muốn chết. Thì khách tới nhà mình phải mời vô nhà chứ. Khanh đâu có câu nệ chuyện đó đâu. À, mấy bữa nay mình chờ Khanh đến để mình hỏi một chuyện á. Chuyện của Khanh và mẹ Khanh sao rồi? Sao là sao? Thì Thiếm Bách có nhận ra Khanh chưa? Nếu như mà Thiếm nhận ra mình á thì mình đâu có buồn như vậy đâu. Biết chắc á, người trước mặt là mẹ mình mà không nhận được, chắc là Khanh buồn lắm hả? Còn phải nói nữa, mấy bữa nay Khanh buồn nhiều lắm, nhưng mà Khanh sẽ không bỏ cuộc đâu. Khanh sẽ làm được mà, cố lên nha. Trời không phụ lòng người đâu. Cũng may á, Khanh còn có Ly ủng hộ á, chứ không có như ai kia. Ai là ai? Đâu có gì đâu, Khanh nói vậy thôi. Khanh nói chuyện sao mà khó hiểu quá chừng à. Thôi mình đi ra chùa đi, Khanh thích ở đó hơn á. Đi, mình đi đi. Ừ, thì mình sẽ đi, nhưng mà cho mình thay đồ cái đã. Mình quên nữa. Đi. Mày thấy chuyện Diễm Khanh như thế nào? Nói chung là tao cũng tin Diễm Khanh đó, nhưng mà mọi chuyện giờ còn mập mờ quá, tao không biết làm sao nữa. Nếu như mày tin Diễm Khanh thì cổ có cơ hội tìm được mẹ rồi. Thôi mày đừng có căng nhằn nữa, bây giờ tao với mày á tìm cách nào để giúp cho Diễm Khanh kìa. Diễm Khanh khẳng định đó là mẹ của mình, nhưng tao thì không tin trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Ê, có khi nào là hai chị em sinh đôi không? Nếu như hai chị em sinh đôi thì một người ở Pháp, một người ở Việt Nam, biết lý giải làm sao đây? Ha, không lẽ người ở Pháp với người Việt Nam cũng sinh đôi được sao? Chắc không phải đâu. Mà đánh chết tao tao cũng không tin được nữa. Hai chị em song sinh vì một lý do gì đó, cho nên một người phải ra nước ngoài, còn một người ở Việt Nam. Ý mày muốn nói là... Nhưng mà thôi đi mày ơi, tao không bao giờ tao tin được. Không lẽ hai người không cùng một huyết thống mà lại giống nhau y như hai giọt nước vậy? Đừng có nói với tao là nhân bản vô tính nha. Càng nghĩ những lập luận của mình thấy nó vô lý quá đi. Nếu là chị em ruột thịt với nhau, không lẽ xa nhau một thời gian như vậy mà cũng không liên lạc với nhau sao? Còn Thiếm Bách á thì lại không biết cháu mình là ai. Còn về phần của Diễm Khanh á thì cũng không biết bà dì ruột là ai luôn. Làm sao tao cũng không hiểu nữa, riết rồi nhức đầu quá. Chơi với mày lâu ngày tao thấy mày thông minh hơn rồi đó. Ê, giỡn với tao hả mày? Không lẽ hồi đó giờ tao ngu? Vừa phải thôi nha, đừng có giỡn mặt với tao nghe mày. Nè, đừng có qua mắt được tao. Nghĩ về Diễm Khanh
suy nghĩ cho Diễm Khanh, giúp Diễm Khanh. À ha, mày đừng có giấu tao nữa, tao thấy càng ngày mày lại càng yêu Diễm Khanh rồi đó, đúng không? Sao tự nhiên mày đem chuyện tình yêu vô đây vậy? Miễn bàn đi. Thôi đi về. Mắc cỡ. Về thì về. Tính tiền đi. Còn mày ngồi đó làm gì? Chơi. Chơi hả? Tao báo cho mày biết trước, tao có nhiệm vụ ra đây uống cà phê. Ngoài ra chuyện gì tao không có biết nha. Ê, nhưng mà mày rủ tao mà. Tao rủ mày chứ tao có nói là tao tính tiền không? Thôi, cứ bảo trọng nha. Mạnh khỏe đó. Ê mày. Ê. Trời ơi. Em qua tính tiền giùm anh đi, thằng này nó kẹo quá. Dạ. Chờ tao mày. Không thể nào tin được. Tại sao mẹ lại không nhìn mình? Mình không thể tin được là xa nhau chưa đầy một năm, mẹ không nhớ mình sao? Như mình nè, mình xa mẹ nhưng mà mình đâu có quên mẹ đâu. Mà lạ thiệt, mẹ với chú Bách kết hôn hồi mẹ còn trẻ. Vậy lúc đó đâu có mình đâu. Vậy là sao ta? Hay là mẹ nói dối mình? Bây giờ mình phải làm sao đây? Làm sao để chứng minh Thiên Bách là mẹ của mình đây? Nếu mà đợi người ta giúp mình á thì lâu lắm. Chỉ còn cách là mình phải tự giải quyết chuyện của mình thôi. Dốc dáng này không lầm vào ai được, chính là mẹ của mình mà. Thiên Bách. À Khanh hả? Vô nhà chơi đi con. Dạ thôi, con ở đây chơi với Thiếm à. Có gì đâu mà chơi, Thiếm đang trồng hoa mà. Ừ. Thì con ở đây phụ với Thiếm. Con thích hoa bên xe lắm. Ở bên nhà con á có một vườn hoa bên xe luôn á. Thiếm thấy rồi, con cũng khéo chăm sóc lắm đó. Là mẹ dạy cho con đó. Mẹ con thích hoa bên xe lắm. Vậy hả? Thiếm và mẹ con có sở thích giống nhau lắm sao? Không chỉ là sở thích đâu, mà ngay cả cách ăn nói, cử chỉ đi đứng đều rất là giống. Mẹ, mẹ tin đi, mẹ là mẹ của con đó. Mẹ. Con lại lầm nữa rồi. Thiếm thấy rồi, con cũng khéo chăm sóc lắm đó. Là mẹ dạy cho con đó. Mẹ con thích hoa bên xe lắm. Vậy hả? Thiếm với mẹ con có sở thích giống nhau lắm sao? Không chỉ là sở thích đâu, mà ngay cả cách ăn nói, cử chỉ đi đứng đều rất là giống. Mẹ, mẹ tin đi, mẹ là mẹ của con đó. Mẹ. Con lại nhầm nữa rồi, Thiếm không phải mẹ con. Con xin lỗi, nhưng con không thể nào nghĩ khác được. Lúc nào con cũng nghĩ mẹ là mẹ của con hết. Hay là xa nhau lâu quá rồi mẹ quên con rồi? Con à, con đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Tình mẹ con thì dù xa nhau cả trăm năm, mẹ vẫn nghĩ về con mà. Thiếm muốn nói để con đừng nghi ngờ. Nhưng thiệt tình, Thiếm không hiểu sao Thiếm lại thân với con lắm. Giống như là
con có quan hệ ruột rà gì đó với thím, mà chuyện đó thím cũng không hiểu lý do. Thím thấy con quen lắm, thím có cảm tưởng đã thấy con ở đâu đó, có lẽ là gặp trong mơ đó, nhưng mà chỉ vậy thôi à. Mẹ, vậy mẹ đúng là mẹ của con rồi. Mẹ, con là Diễm Khanh nè mẹ. Mẹ nhớ lại đi, con là con của mẹ nè mẹ. Cho thím hỏi nha, mẹ con tên Nhã phải không? Đến tên mà mẹ cũng còn không nhớ. Vậy thì con nhớ mình là phải rồi. Hay là mẹ bị thần kinh? Không phải đâu, lại trời là không phải mà. Thím có hỏi Như về hoàn cảnh của con. Thím nghe Như nói là mẹ con tên Nhã, có đúng không Khanh? Dạ đúng, mẹ con tên Nhã. Còn chồng mới của mẹ con tên là Tường. Sao vậy? Sao vậy? Sao thím nhìn con dữ vậy thím? Mẹ con đúng tên Nhã thiệt sao? Thím nghe Như nói gia đình con kinh doanh hàng mỹ nghệ, nhưng mà lúc đó thím không để ý lắm. Thật là mẹ con tên Quỳnh Thị Nhã phải không? Còn bà ngoại con tên gì? Bà ngoại là Nguyễn Thị Hạnh, còn ông ngoại là Quỳnh Kính. Nhưng mà ông bà ngoại con đã chết từ lúc mẹ con còn nhỏ rồi. Còn ông nội là Nguyễn Thành Tính, còn bà nội là tên là... No. Con không cần phải nói tới bên nội nhiều vậy đâu. Thím chỉ biết tên ông ngoại bà ngoại thôi. Vậy con có biết gì con tên gì không? Dạ không, con không có gì. Con cũng không có nghe mẹ nói nữa. Con có khi nào nghe mẹ con kể là mẹ con có chị em không? Dạ không, con không có nghe mẹ nói gì hết. Thím, sao vậy? Con có làm gì thím giận không mà sao thím lại nhìn con dữ vậy thím? Hả? Thím, Thím không có giận con. Thím chỉ muốn biết chuyện liên quan tới con thôi. Chờ một lúc nào đó con sẽ biết. Con gái à, bỏ ngủ trưa nữa hả? Sao nói hoài mà con không nghe vậy? Tôi ngủ không được. Lại nôn qua nhà chị Như để gặp thím Bách chứ gì? Mẹ, chứ không phải thím. Cô cũng kiên trì, như vậy cũng hay. Để tôi tìm hiểu ra sự thật. Cái gì cũng phải từ từ. Không phải là lúc này, cô cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhưng mà tôi đợi không có nổi đâu. Tôi sẽ làm mọi cách để cho mẹ nhận ra tôi á. Ủa, mà anh đi đâu vậy? Tôi đi tìm cô để nói là tạm biệt. Tôi có công việc gấp phải trở về thành phố, nhưng sau đó tôi sẽ trở lên đây. Sao, buồn hả? Ai thèm buồn, vui thì có. Vậy thì cô không thể vui được lâu đâu. Tuần sau tôi sẽ trở lên đó. Chúc đi vui vẻ. Không có tôi, không bị ai kèm cặp, chắc cô vui lắm hả? Nhưng tôi nói trước, cô đừng suốt ngày cứ tìm cách bám víu thím Bách nha. Như vậy là làm phiền người ta đó. Cô có tình thương thật, nhưng mà thím Bách thì không thể nào cảm nhận hết được đâu. Tôi biết là nói ra sẽ làm cho cô buồn, nhưng tôi phải nói. Cô cố gắng kiên nhẫn đi, rồi có lúc tôi sẽ tìm ra được sự thật cho cô. Cô có tin tôi không? Ừ, tin. Nhưng mà
Vì chứ chuyện này á, tôi không có kiên nhẫn nổi. Biết Thím Bách không phải là mẹ của tôi rồi đó, nhưng mà tôi vẫn muốn gần Thím. Tôi đâu có làm phiền gì đâu mà anh sợ. Tôi không sợ, nhưng tôi lo cô làm phiền Thím Bách, rồi Thím Bách sẽ tránh mặt cô. Lúc đó cô sẽ buồn và hụt hẫng hơn nữa. Cô có hiểu không? Hiểu. Miệng nói thì hiểu, nhưng nhìn mặt cô á, tôi biết cô không hiểu gì hết. Vì cô cứ đắm chìm trong tình cảm. Bà kể cũng kỳ lạ, cô lớn tuổi chừng này rồi, người ta cũng đã lấy chồng từ lâu rồi, sao cô cứ như con nít vậy? Thì anh có mẹ đâu mà anh hiểu. Trời đất, vậy chứ tôi từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống hả? Ý tôi không phải vậy. Tôi nói là anh không có thân với mẹ như tôi, cho nên anh không có muốn gần mẹ như tôi. Ước gì cô cũng có nhu cầu ở gần tôi, như vậy đỡ phải rắc rối hơn. Tôi cũng muốn ở gần anh lắm, nhưng mà không thích bằng ở gần mẹ. Nói tới nói lui thì cuối cùng cô cũng đòi mẹ. Vậy mai mốt cô về nhà chồng sẽ làm sao? Chẳng lẽ đòi mẹ về nhà chồng luôn sao? Hoàn cảnh của tôi, mẹ có nhìn đâu mà đòi. Nếu đúng như vậy á, thì con bé đó chính là cháu của Thím. Tại vì nó kể về ông bà ngoại nó rất đúng. Chỉ tiếc á, là nó không kể về người gì. Chắc là chị Nhã không kể cho nó biết nó còn một người gì nữa. Nhưng dù sao Thím có thể khẳng định nó là cháu của Thím đó. Trời, con cũng cầu mong cho đó là sự thật đó. Nếu như đó là sự thật thì nó có một người gì vẫn đỡ hơn là đơn độc một mình. Nhưng khoan nói chuyện này với con bé, bởi vì mình là người lớn, nếu không phải thì cũng không sao. Nhưng con bé mà nó bị hụt hẫng lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đó. Vấn đề bây giờ mà mình phải tìm hiểu là chuyện gia đình của chị Nhã. Chú à, con đã hiểu được ý của chú rồi. Cái vấn đề quan trọng bây giờ chú muốn tìm hiểu về ông Tường đúng không? Ừ. Vấn đề thực ra ở đây là sau khi vợ ông ấy mất chưa đầy một năm mà ông ấy đã ngang nhiên đẩy con riêng của vợ ra khỏi nhà và ngang nhiên đưa người vợ cũ và con gái của mình về. Lật ngược vấn đề, có phải ông ta cưới cô Nhã là có ý đồ không? Nếu lập luận như vậy á thì phải đặt luôn vấn đề cái chết của chị Nhã có phải là do tai nạn hay là có sự sắp đặt. Hả? À, trời ơi, nếu mà đó là sự thật thì đây là một vụ giết người khủng khiếp lắm đó. À, đúng không chú? Ừ. Trời ơi mà, mình đâu có thể nào kết luận một cách vội vàng như vậy được. Nhưng mà mình cứ coi đây là một nghi vấn, chắc chắn mình sẽ tìm hiểu sự thật về cái chết của bà Nhã. Chuyện này mọi người nên giữ kín nha, không được để cho con bé nó biết. Tại vì để cho nó phải tìm hiểu chuyện của người lớn thì khổ cho nó lắm đó. Con cũng thấy vậy, nhưng vấn đề quan trọng ở đây mình phải tìm hiểu lý do cái chết của cô Nhã. Cô Nhã chết ở bên nước ngoài, kết luận là do tai nạn. Xác thì đã đem về, thủ tục thì đã xong xuôi hết. Bây giờ thực ra mình muốn điều tra lại cũng rất là khó, không biết bắt đầu từ manh mối nào nữa. Ừ, còn nói chuyện này ra không biết chú Thím có tin không, chứ thật ra con có biết một nhà ngoại cảm đó. Bả là thạc sĩ tâm lý. Hồi kỳ con có chứng kiến một cái gia đình kia đi tìm xác con mà tìm hoài không được.
mà vẫn lại gặp bà. Bà tìm được luôn đó chú thím. Em ơi, cả gia đình của mình á đang rối tung vì ba có chuyện này. Tự nhiên rồi em nói ba có chuyện liêu trai đó làm cái gì? Nếu mà nói như em vậy á, công an cần gì phải điều tra những vụ án giết người? Chỉ cần nhờ nhà ngoại cảm á, gặp người cõi âm, điều tra, xong, khỏi cần mất công phải đi tìm. Con không có biết á, là chính xác tới mức nào. Nhưng mà hồi kỳ á, là con tận mắt con chứng kiến. Tìm cái xác con mình á, mấy năm trời không tìm được. Rồi cuối cùng á, tìm đến gặp cái bà ngoại cảm đó. Bà mới gọi cái hồn cái cậu đó về. Rồi cái hồn của cậu đó mới chỉ ra cái chỗ mà cậu đó đang nằm đó. Rồi nguyên gia đình đến tìm á, thì thấy cái xác thật sự. Xương cốt đem về chôn lại luôn đó. Chú cũng có nghe người ta nói như vậy, nhưng mà chuyện đó thì hiếm hoi lắm. Vì nếu nhờ được người cõi âm thì người ta đâu có cần phải khó khăn để giải quyết ba cái chuyện trần gian. Em á thì không biết là cái chuyện đó có thật hay không, nhưng mà em nghĩ mình cứ tới thử đó xem sao. Nếu đúng á thì mình tìm ra manh mối, nếu không đúng á thì mình cũng đâu có mất gì đâu. Chú, chú thấy sao chú? Ờ, thì thím đã nói như vậy, con cứ làm thử coi. Ừ, dạ. Bà Nhã bảo rằng bà và bà ấy là hai chị em song sinh với nhau. Hai chị em ly tán trong chiến tranh. Cách đây 2 năm, hai chị em mới gặp lại nhau. Có đúng như vậy không? Đúng, chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Chúng tôi có hẹn uống cà phê ở Paris, nhưng tôi đợi hoài không thấy chị tới. Cách đây 2 năm, vào ngày 28 tháng 10, họ đã tổ chức đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Và cũng là dịp để hai chị em được tương phùng. Bà và bà Nhã đã hẹn nhau ở quán cà phê. Nhưng sáng hôm đó bà Nhã không tới. Bà đã chờ bà Nhã rất lâu. Sau đó bà đi về và gọi điện về hỏi thăm bà Phương. Đúng, buổi sáng đó tôi đợi chị rất lâu, không thấy chị tới. Tôi có gọi điện thoại về Việt Nam hỏi bà Phương. Bà Phương là người cùng quê với hai chị em tôi. Chính nhờ bà ấy mà hai chị em tôi mới liên lạc được với nhau. Nhưng mà tôi hỏi bà Phương thì bà Phương không biết gì cả. Bà cố nhớ lại chuyện này đi. Dạ, có không thím? Có. Chuyện gì vậy em? Đúng là giấc mơ có thật. Nhưng mà đêm đó chị Nhã hiện về. Đúng là tôi có nằm mơ thấy chị Nhã. Bà Nhã bảo khi vừa tới Paris và chưa kịp nhận phòng thì ông Tường đã rủ bà Nhã đi dạo trên con thác. Bà Nhã bảo rằng bà rất mệt, nhưng ông cố nài nỉ. Và ông Tường đã cố giết chết bà ấy, sự việc có bà Minh thấy. Chị tôi có nói là, chị có nói với ông Tường là chị ấy có chị em gái song sinh không? Dì chưa khẳng định được bà có phải là chị em song sinh của bà ấy không, nên bà Nhã chưa nói với ông Tường. Tôi biết rồi. Bây giờ bà Nhã muốn nói chuyện về cô Diễm Khanh. Vào đêm hội Halloween, cô Diễm Khanh vui chơi ở nhà người bạn. Ông Tường gọi điện thoại bảo cô Khanh về, sau đó thông báo cái chết của bà Nhã. Cô Khanh đã ngất xỉu, sau đó bị sốc nặng. Dạ. Chuyện này cô có biết không Như? Dạ có. Con nhớ hình như có một lần Diễm Khanh nó kể là nó đang đi chơi, rồi nó về nó nghe tin mẹ nó mất, rồi nó ngất xỉu.
Thiệt là tội nghiệp cho cháu tôi quá. Trong thời gian cô Diễm Khanh còn chưa trở lại bình thường, ông Tường đã thuê một cô gái giả ma quỷ để nhát cô Khanh. Cô Khanh vì quá sợ nên phản ứng bất thường. Ông Tường lấy cớ đó nên đưa cô Diễm Khanh vào bệnh viện tâm thần. Đúng rồi đó thím, Khanh nó có thời gian nó ở trong bệnh viện tâm thần đó thím. Thiệt là tàn nhẫn quá mà. Thật ra bà Nhã không thích đi tuần trăng mật riêng với ông Tường, nên rủ thêm một người bạn đi, đó là bà Minh. Bà hãy tìm hiểu thêm thông tin từ bà Minh. Bà hãy tìm gặp bà ta. Bà Minh sẽ giúp cho bà rất nhiều điều mà bây giờ bà Nhã không thể nói ra. Bà Nhã bảo rằng bà hãy liên lạc với bà Minh, sẽ có một vụ kiện rất lớn. Bà Minh sẽ giúp cho bà thắng kiện. Nhưng mà kiện ai? Kiện chồng của bà Nhã. Rồi làm sao tôi liên lạc được với bà Minh? Con không biết thật hư chuyện này như thế nào, nhưng dù muốn dù không thì chúng ta vẫn phải tin vào lời của nhà ngoại cảm. Bởi vì chỉ có vậy thì chúng ta mới tìm ra được manh mối mà thôi. Mình phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng thì mới có thể khống chế được ông ta. Dạ. Theo con thấy ông ta không có dễ đối phó đâu. Một người mà có thể vạch ra một kế hoạch để hãm hại bà Nhã như vậy thì không tầm thường chút xíu nào hết. Bởi vì chúng ta phải có kế hoạch thật là kỹ lưỡng, chu đáo mới mong vạch mặt được ông ta. Nghĩ tới ông ta, em rùng mình khiếp sợ. Em đừng lo, chúng ta sẽ buộc ông ta phải trả giá. À, chú à, mình có thể nhờ Khang giúp đỡ. Bởi vì theo con biết á, là Khang rất thân với lại gia đình bên đó. Thời gian tới, mọi người sẽ phải mệt mỏi lắm đây. Dạ, thôi chuyện này mình tính sau đi chú. Chuyện ông Tường á, mình tính sau đi. Chuyện trước mắt á, là chuyện của Diễm Khanh đây nè. Con bé nó cứ quấn quýt bên em hoài à. Một hai cứ gọi em là mẹ. Chắc nó cảm nhận được quan hệ huyết thống với em. Bây giờ em mới hiểu tại sao em lại thấy thân thuộc với nó. Diễm Khanh nó không còn mẹ, bây giờ bù lại nó có được người gì, như vậy con thấy cũng đỡ hơn đó. Chứ để nó đơn độc một mình thì tội nghiệp nó quá. Thím thấy không nên nói cho nó biết sự thật, cứ để nó nghĩ thím là mẹ nó. Vấn đề là làm sao mình giải thích cho hợp lý với con bé thôi. Sao em không chịu nói thật? Nói dối làm chi cho sự việc càng thêm rắc rối. Mình đã nhận nó làm con thì con nuôi hay con ruột gì mình cũng thương nó như nhau. Nói dối làm gì? Cứ nói thiệt đi em à. Em không muốn con bé bị ám ảnh. Tại vì em đã từng mất mẹ, cho nên cảm giác đó đau khổ lắm. Em muốn là con bé nó nghĩ là mẹ nó mất trí nhớ, vậy nó đỡ đau khổ hơn anh à. Cái đó thì vẫn được. Nhưng mà còn chuyện thím kết hôn với chú, mình phải giải thích làm sao đây? Thím sẽ có cách. Coi như chuyện này chỉ có bốn người mình biết thôi. Vợ chồng cháu Như nhớ giữ bí mật nghe chưa. Thím ơi, anh Khang với lại Diễm Khanh thương nhau lắm đó. Mình có nên nói cho anh Khang biết không? Nếu con bé có được bạn trai như vậy thì thím không lo. Cái đó tùy con thôi. Nhưng mà thím định nói dối Diễm Khanh làm sao? Thím phải nói cho con với anh Đông biết, để mà con với anh Đông còn nói chuyện ăn rơ nữa chứ. Trước mắt á thì thím sẽ tìm hiểu về mẹ nó. Chỉ có như vậy á thì thím mới là mẹ của nó được. Còn á, tự nhiên con thấy có chuyện gì đó nó không có ổn lắm đó thím. Bây giờ mình giấu nó thì được rồi đó, nhưng mà lỡ mai mốt mình kiện ông Tường á, rồi sự việc đưa ra ánh sáng, mọi chuyện cũng sẽ bể hết trơn à. Rồi nó cũng biết à.
Lúc đó mình sẽ tính. Chứ để nó biết á, chắc chắn là nó quan tâm tới chuyện điều tra và tìm hiểu về cái chết của mẹ nó. Như vậy thím thấy tàn nhẫn với nó quá. Nó sẽ bị ám ảnh suốt đời đó. Mệt đầu. Tới lượt bà Thu rồi kìa. Biết rồi, khỏi nhắc. Thím bác. Vô đi con. Dạ. Sao con không ngủ trưa? Con không buồn ngủ, con thích nói chuyện với thím hơn. Hồi trước á, mẹ con cũng hay đan áo cho con lắm. Mỗi lần mà tới Noel á, mẹ hay để con mặc đi chơi lắm. Vậy hả? Dạ. Mẹ con thích màu gì? Mẹ con cũng thích màu tím vậy nè. Vậy hả? Ủa mà thím đan cho ai vậy? Thím... thím đang dành cho con đó. Cho con hả? Ừ. Con cảm ơn thím nha. Thím biết không? Ừ. Hồi trước á, mẹ con thích đan áo lắm. Mà mấy lúc rảnh á, mẹ con hay đọc báo. Ừ. Còn ba với mẹ con á, thích nhạc giao hưởng. Ừ. Cho nên con cũng thích nhạc giao hưởng nữa. Ừ. Vậy hả? Dạ. Mẹ con nói á, lúc mà mẹ con có thai á, mẹ con rất thích nghe nhạc giao hưởng, cho nên sau này con cũng thích nghe nhạc giao hưởng luôn. Vậy là hồi đó mẹ con chăm sóc con kỹ lắm hả? Dạ. Mẹ với vú 10 á, cứ hay ép con uống sữa lắm. Mà mẹ nói á, tại vì con kén ăn cho nên uống sữa cho nó bù lại. Mà con đâu kén ăn đâu. Vậy con có thích uống sữa không? Dạ không. Con lớn rồi, uống sữa giống nít lắm. Mà con sợ mẹ với vú buồn á, cho nên con ráng uống đó. Ừ. Nếu con không thích á, thì con cứ nói. Chứ ngán mà uống hoài chịu sao nổi. Dạ thì con ráng chịu. Mà thím biết không, mấy lúc ngán quá cái con lén bỏ vô thùng nước, mẹ con không biết đâu. Con cũng lanh lắm đó nha. Khanh nè. Dạ. Hôm trước á, thím nói chú với thím kết hôn hồi còn trẻ đó. Thật ra thì không phải như vậy. Vậy hả thím? Vậy chú với thím kết hôn hồi nào vậy? Cũng chỉ mới gần đây thôi con à. Thím nghe chú kể lại là chú vớt thím từ dưới sông lên. Thím bị trôi sông đó. Rồi sau đó khi tỉnh lại, thím bị mất trí nhớ luôn à. Có khi nào mẹ bị mất trí nhớ nên không nhận ra mình hay không? Vậy chính là mẹ rồi. Mẹ, mẹ chính là mẹ thiệt rồi mẹ. Vậy là mẹ bị mất trí nhớ nên mẹ không nhận ra con đó. Con sẽ nói chú bác đưa mẹ đi điều trị. Lúc đó mẹ sẽ nhớ mọi chuyện. Mẹ đừng có quên con nữa nha mẹ. Nha mẹ. Thiệt tội cho con bé. Nó ngây thơ quá. Mình giải thích ngô nghê như vậy mà nó cũng tin. Tại vì trong đầu nó chỉ nghĩ mình là mẹ của nó thôi, cho nên nó mới tìm đủ mọi cách để lý giải. Thôi con, nín đi, đừng có khóc nữa nha con. Vú. Vú, vú đi với con đi. Cái gì vậy? Vú, cái gì vậy vú con? Vú đi với con đi mà. Anh, cái gì? Ngồi xuống. Dạ. Đây. Cái gì vậy? Con làm gì vậy? Dạ. Vú. Bình tĩnh đi, có gì nói vú nghe coi. Vú, Thiên Bách nhận ra con rồi. Hả? Thiên Bách chính là mẹ đó. Mẹ thiệt đó vú. Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra con rồi. Vú, vú đi với con đi. Đi với con cái đi vú. Cái gì? Bà nhận ra con thiệt hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nhận làm sao? Con nói vú không hiểu. Mẹ nói mẹ bị té xuống sông cho nên bị mất trí nhớ đó. Chú Bách nói với mẹ vậy đó. Đó là chú Bách nói thôi, chứ bà có nhận đâu. Con khoan khẳng định đã. Không phải đâu, chú Bách nói với mẹ như vậy. Mà mẹ bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhận ra con được, đúng không? Mẹ chỉ biết mỗi chú Bách thôi. Vú, vú đi với con đi. Rồi vú nghĩ cách làm sao á để mẹ con nhớ nhanh nhanh nha vú. Con à, mất trí nhớ là phải trị lâu dài.
chứ đâu có gấp được con. Nhưng mà Vú phải đi đi. Vú đi đi, Vú nói cho mẹ con. Làm sao mà nhớ cho nhanh nhanh nhất á. Đi Vú, đi đi Vú. Vú đi với con đi. Thôi từ từ. Đi mà Vú. Từ từ. Con bé nó dễ tin quá à. Thím chỉ mới nói một câu thôi mà nó đã suy diễn ra rồi tin thím là mẹ của nó. Thiệt thấy thương hết sức vậy đó. Thím cũng muốn nhận nó làm con bây giờ, nhưng mà sợ mai mốt nó bình tĩnh lại nó nghi, cho nên thím phải chờ thêm thời gian nữa. Tại thím lo xa quá, chứ bây giờ trong đầu óc nó chỉ nghĩ có một mình mẹ nó thôi à. Thật ra nó đang cố chứng minh thím là mẹ của nó đó. Bây giờ thím có vụng về cỡ nào đi nữa, nó cũng không nhận ra đâu. Vậy hả? Vú, nhanh lên đi Vú. Mẹ con kìa Vú. Vú, cứ ngồi đây đi Vú. Mẹ. Chào Vú. Vú, Vú kể chuyện cũ đi Vú cho mẹ con nhớ. Vú nhắc chuyện nhà mình đó Vú. Mẹ. Mẹ, mẹ nói chuyện với Vú nha. Vú sẽ nhắc nhiều chuyện cho mẹ nhớ lắm đó. Vú. Thím Bách thông cảm. Tại nó nhớ mẹ nó quá nên mới nôn nóng vậy. Có gì thím bỏ qua cho nó. Vú, chứ nói gì kỳ vậy? Chứ nói vậy cũng như không à. Giận Vú luôn á. Mẹ, mẹ nói chuyện với Vú đi. Vú, mẹ ngồi đây nhé. Vú, Vú nói đi. Vú. Trời ơi, bà Lệ ơi, bà bớt tưởng giùm tôi chút đi. Không biết tôi ngu dại làm sao á mà đi lang thang với bà kiểu này như thằng khùng vậy đó. Ông có phải đàn ông con trai không vậy? Đi có chút xíu mà la làng rồi. Bà nói cái gì hả? Cái gì mà một chút xíu? Đi nãy giờ cả tiếng đồng hồ đó bà nội. Thì ông ráng đi với tôi chút đi. Biết đâu gặp anh Khang thì sao? Anh Khang không có tưởng như bà đâu. Chứ giờ tôi có biết anh ở đâu đâu. Đi vậy á biết đâu gặp anh giữa đường thì sao? Trời ơi, đúng là bó tay với bà. Bà hết thuốc chữa rồi bà Lệ ơi. À, mà tôi nói cái này bà đừng có nổi cơn tâm mạch với tôi nha. Nói gì? Anh Khang không có thích bà đâu. Không thích tôi là làm sao? Làm thì, như ông hiểu anh Khang bằng tôi vậy á. Bà đặt vậy đời. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Bà có nghe câu theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo không hả? Bà đeo bám người ta như vậy, tôi còn sợ đây, huống chi là anh Khang. Mệt. Thôi tôi mệt quá, tôi không đi nữa đâu. Tôi nghĩ á. Gì vậy? Đi tiếp đi. Tôi mệt rồi tôi nghỉ đây. Mà tôi đi với bà tôi cũng thấy chán lắm. Mày Ly. Ủa, anh Quang. Anh Quang ra Đà Lạt hồi nào vậy? À, anh cũng mới ra thôi. Ly đi đâu đây? Dạ, em đi giao đồ thêu. Còn anh đi dạo hả? Anh đang đi dạo. Hình như là chị ấy là ca sĩ Lý Lệ hả anh? Ừ, đúng rồi, ca sĩ Lý Lệ đó. Em quen với cổ hả? Dạ không có. Em xem chị hát nhiều lần trên TV rồi, nhưng mà gặp ở ngoài đời chỉ có một lần thôi à. Chị em. Dạ. Coi bộ cũng đèo bồng dữ ha. Bà nói gì kỳ vậy bà Lệ? Ờ thì tôi nói vậy thôi, ai có tịch rụt rịch. Thôi anh qua đi dạo vui nha, em phải đi trước. Ý khoan đã, gần đây có quán cà phê nào không? Hay là mình ngồi uống cà phê rồi nói chuyện chút nha. Dạ cũng được á. Trời, dòng cái thứ qua dại bên đường ghé quê mà bà đặt lạp giá thấy mặt ối. Chị Lệ, sao chị lại có thể nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Tôi có làm gì chị đâu. Ủa, bộ tôi nói mấy người hả? Nói trúng kim đen cho nên lên tiếng chứ gì. Ê bà Lệ, đây dù sao cũng là bạn tôi nha. Bà nói chuyện sao mà cho đàng hoàng chút không được hả? Trời, chứ không nghĩ sao vậy? Thứ đó mà bạn tôi hả? Nó gạt anh Khang lần rồi, coi chừng ông cũng bị gạt luôn á. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, nếu như mà chị cứ ăn nói bất lịch sự như vậy nữa thì đừng có trách tôi á. Trời ơi, tao sợ mày quá à. Mày dám làm gì tao? Ăn thịt tao hả? Ngồi nhà vô. Trời ơi, cái đồ thất học. Nhà vô. Thôi mà Ly, kệ bà đi.
Tôi thật sự quá xấu hổ khi đi với bà đó bà Lệ. Mai mốt bà đừng có rủ tôi đi chung nữa nghe. Ông nói gì vậy? Đi à, cho đi quá dài nghe. Dạ thôi, khỏi đi anh. À, không phải, cho anh quá dài một chút đi. Chứ đi bộ anh cũng mệt quá rồi. Hả? Để anh dắt xe cho. Ông dám bỏ đi không? Tôi không dám không? Trời ơi,